Xin sư giải đáp dùm con, nếu phát nguyện chánh đẳng chánh giác làm sao để mình không bị thối chuyển, cứ thế tu tập đến giác ngộ? Cảm ơn sư. Xin thưa là điều quý vị mong mỏi là điều của vô số chúng sanh mong mỏi. Mỗi lần một vị chánh đẳng giác ra đời, khi một vị chánh đẳng giác ra đời á, vô số chúng sanh phát nguyện thành một bậc chánh đẳng giác. Và đương nhiên vị nào cũng mong muốn là lời nguyện của mình nó sẽ không bao giờ thay đổi và mình đi một lèo một mạch cho tới nơi. Nhưng quý vị biết là rụng gần hết. Cái giai đoạn mà phát nguyện trong tâm là rụng gần hết. Còn lại một số rất ít thì đi tiếp qua giai đoạn là phát nguyện thành lời. Thì giai đoạn phát nguyện thành lời á, là giai đoạn chịu thử thách. Khi mà mình chịu thử thách như vậy á, thì rất nhiều người hầu hết là bỏ nguyện. Chỉ có một số rất ít là có thể đi đến bước cuối cùng là giai đoạn được Phật thọ ký. Thì chỉ có vị được Phật thọ ký thì vị đó mới có khả năng phát nguyện và không bao giờ thối chuyển. Còn khi quý vị tu mà chưa đến giai đoạn được Phật thọ ký là hoàn toàn có thể thối chuyển. Cho nên là nó phải dựa vào sức của mình chứ còn không có cách chi mà giúp mình được hết. Tại vì nếu có cách thì chúng sanh đã không rơi rụng nhiều tới như vậy. Và chúng sanh đã không bỏ nguyện giữ chừng nhiều tới như vậy. Và xin thưa là sẵn thì sư nói luôn, cái chuyện là mình nói ra phát nguyện thành lời á, nhiều người nghĩ chắc tôi phát nguyện thành lời rồi. Xin thưa là coi chừng nha, coi chừng là mình nói dốc á. Tại sao? Khi phát nguyện thành lời á, sư giả sử như là tôi sẽ bố thí vì mục đích hướng đến đạo quả chánh đẳng giác. Người ta có thể xin mình về làm trâu, làm ngựa, làm nô lệ cho họ. Có dám không? Tự hỏi bản thân mình, thành thật với chính mình. Mình có dám phát nguyện thành lời á, bây giờ tôi sẽ bố thí vì đạo quả chánh đẳng giác. Rồi ai đó có thể đến xin mình, xin vợ mình, xin con mình, xin nhà của mình, sau đó xin luôn mình, lôi đầu mình lấy xích chó xích vô đầu của mình. Họ được phép nha, họ xích mình lại, cho mình làm nô lệ, làm trâu, làm ngựa, không trả lương, ăn uống bằng những thứ thấp kém nhất. Mình có dám không? Có sẵn lòng hay không? Có sẵn sàng hay không? Mình làm được thì lúc đó mình mới tính tới chuyện là chắc có lẽ là tôi đã bước qua giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát nguyện thành lời. Chứ còn á, sư sợ nhất là thấy nhiều người miệng nói rất giỏi nhưng mà toàn nói dối không, tức là nói được làm không được. Thành ra là hãy cẩn trọng, nguyện lớn thì thử thách lớn ha. Và xin mời đại đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về những trường hợp như thế này. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Về cái giải thích của đức hành tại, sư không hoàn toàn đồng ý quan điểm đó, thưa quý vị. Tại vì vốn dĩ á, sư nghĩ rằng nha, vốn dĩ á là thật sự á là khi một chúng sanh nào đó là phát nguyện chánh đẳng chánh giác, thưa quý vị, mà ở đây là phải nhấn mạnh gì nè, có cái sự hiểu biết rõ là sao? Hiểu biết rõ là Đức Thế Tôn, Đức Phật toàn giác, ngài phải trải qua các thời kỳ giống như đó, phát nguyện trong tâm nguyện thành lời, thọ ký đó, đặc biệt là thành lời. Cái thời gian nó rất là dài. Cái thứ hai là phải bổ túc đầy đủ 33 la mật, thưa quý vị, 33 la mật. Và thậm chí cái chi tiết hơn là như vậy nè, là phải hiểu biết
thêm là ngài hành cái ba la mật bậc hạ như thế nào, những cái tích chuyện đó đó ngài từng làm những cái ba bậc bậc hạ như thế nào, rồi những cái tích chuyện mà ngài làm những cái ba la mật bậc chung thế nào, rồi những cái tích chuyện mà ngài làm vun bồi trọn vẹn những cái ba la mật bậc thượng thế nào đó. Có nghĩa là chí ít, có nghĩa là xin nói chí ít là tối thiểu nhất á, là phải hiểu biết cho thư dùm cái đó đã đó. Thì những chúng sanh này nè, nếu mà phát nguyện có sự dũng mãnh phát nguyện chánh đạt chánh giác thì thật sự sư rất là tán thán thưa vị, rất là tán thán, rất tán thán. Cái đó là phương diện tán thán thôi, phương diện cái đó là phương diện phát nguyện thôi. Còn phương diện thứ hai á, là chúng ta phải hiểu gì nè, phát nguyện là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải hiểu là đa phần á, để mà gọi là bổ túc ba la mật á, thành một vị Phật toàn toàn giác á, đến khi được thọ ký, thì xin thưa quý vị là đa phần là ngài á, làm nhiều hơn là ngài nói, làm nhiều hơn là nói thưa quý vị đó. Có nghĩa là phát nguyện là một cái chuyện, nhưng mà đa phần là sáng tay vô làm xong xong sáo hay không, làm mà không không có có màng đến đến thân, kia là thân lẫn tâm mình, không không màng đến những cái của cải tài sản mình đó, cái thiên về cái hạnh, thiên về cái thực hiện nhiều hơn thưa quý vị đó. Cho nên quý vị phải phải hiểu vấn đề này đó. Nếu mà một người nào đó mà mình muốn, mình không hiểu cái này, là không hiểu những cái được sư đưa ra nha, đầu tiên là gì, sẽ nhắc lại nè, đầu tiên là những cái công hạnh ba la mật bậc trung, bậc hạ, bậc thượng, và những cái tích chuyện cụ thể mà ngài đã hy sinh đó, hy sinh đó về cái ấy vật chất tài sản của mình, về quyến thuộc của mình, về tài sản vật chất của mình, rồi về cái thân thể của mình, về thậm chí về mạng sống của mình à, mà mình chưa hiểu qua, mà mình chưa có đọc qua, mình chưa đọc những cái tích chuyện đó mình hiểu hời hợt. Rồi cái thứ hai là mình lại không hiểu là một vị Phật, một vị Bồ Tát mà phát nguyện làm Phật toàn giác đó, thì thiên về đó là làm rất là nhiều, làm nhiều hơn nói đó. Mình không hiểu được đó, mình sẽ gọi là tùy tiện, là tùy tùy tiện nha, tùy tiện mà mình phát nguyện đó, thì nó dễ rơi vào trường hợp như Đức Hành Tại nói, nên mình phải cẩn ngôn đó như vậy. Còn cái nhập thứ ba nữa rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, mà chưa thấy là sư đọc trong, đặc biệt trong tài liệu Vận Hành Của Nghiệp Ngài Bóc đó, thì có nói rất là nhiều cái chi tiết này. Là thưa xin thưa quý vị là để có được cái trạng thái tâm á, cái trạng thái tâm mà đủ dũng mãnh á, để đủ dũng mãnh mà duy trì á, thực hiện các ba la mật bậc trung, bậc hạ, bậc thượng trong suốt hành trình sinh tử luân hồi, thậm chí trong phát nguyện á, mà để nghe là duy trì được, các không bị thối thất á, thì người này xin thưa quý vị là phải luôn tu tập là thiền, minh sát, hay gọi là thiền tứ niệm xứ đấy vị, hay là thiền Vipassana, phải luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà luôn có đời sống chánh niệm tỉnh giác, hoặc là trong chú giải có nói là thường thường á, là Bồ Tát thưa vị, Bồ Tát á, là thường thường tu tập á, là luôn đạt tới cái tầng tuệ mà gọi là luôn đạt tới tầng tuệ gọi là tuệ hành xả đó. Hành xả đó là cái tuệ cuối cùng mà chuyển sang thánh đó, thì tới tầng tuệ đó ngưng lại đó, và là do phát nguyện mà cho nên không đi xa đó. Thì chính vì cái đời sống cái niệm tỉnh giác gì đó khiến cho ngài từ tuy là trôi lăn trong luân hồi, nhưng mà luôn có sự tỉnh táo để vun bồi các thiện nghiệp, và luôn tỉnh táo để biết cái gì nên làm, cái gì nên làm, và luôn tỉnh táo cái chánh niệm tỉnh giác á, giúp cho ngài á, cái tâm của ngài á, là phần nào hiểu về nghiệp quả của nghiệp mà theo cái dạng tâm xả, tại vì trạng thái là tại tại hành xả thôi, việc thì mới đủ cái năng lực mà gọi là không thối chuyển, thối chuyển trước mọi cái nghịch cảnh mà có thể mất mát về tài sản, mất mát về cơ thể, thậm chí mất mát luôn cái mạng sống mình đó. Đó là cái vấn đề mà ở đây quý vị nói là phát nguyện cái đẳng giác làm sao bị thối thất. Nhưng mà trước khi rút câu trả lời này, xin muốn nhấn mạnh lên nha, phát nguyện á, là một chuyện, nhưng mà phải hiểu là một Bồ Tát mà phát nguyện Bồ Tát toàn giác á, là ngày sáng tay ngày vô làm á, làm thực tế nhiều hơn đó, chứ không có thiên về mà nói là phát nguyện từ kiếp này kiếp kia đâu. Đó không phải hiểu gì, không phải, mà là phải hiểu là phát nguyện là chỉ là một cái thời kỳ nhất định, đúng không? Còn quan trọng những cái việc sau đó là phải sáng tay vô làm.
ông làm trong suốt trong nhiều đại kiếp, trong nhiều đại kiếp như vậy, từ cái luân hồi đi qua luân hồi khác. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.